sau này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buổi nhá, ăn cứt, thế cho nó dễ. Sau này là không làm chỉ có ăn cứt thôi, nói thì cho nó nhanh cho nó dễ hiểu. Còn xã hội này sống muốn người ta tôn trọng, mình phải tôn trọng người khác trước. Muốn người ta quý mình phải quý người ta trước. Những người cho mình vay tiền, lúc mình khó khăn, lúc mình khổ, lúc mình vỡ lợ, không phải là người ta ngu, không phải là người ta dại, mà chính vì những người đó mình phải nên tôn trọng. Bởi vì những người đó coi mình là anh em, bạn bè, thì lúc mình vỡ lợ, khó khăn, khổ, người ta mới đưa tiền cho mình vay. Những người có tiền không phải người ta ngu đâu, không phải người ta thừa tiền đâu. Người ta coi mình quan trọng hơn tiền bạc, người ta mới giúp lúc mình khó khăn, lúc khổ. Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đến video tiếp theo của Hùng. Video hôm nay là Hùng muốn làm để chứng minh là cái điều anh Huấn Hoa Hồng ấy, anh nói không làm mà đòi ăn, chỉ có ăn đầu buổi, ăn cứt. Ok, hôm nay Hùng sẽ cho anh Huấn biết được là ở Nhật Bản không làm vẫn có ăn bình thường nha. Thì bây giờ mọi người muốn biết nó như thế nào thì cùng xem hết video để hiểu rõ nha. Let's go, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu nha. Đây nha mọi người, 10 má này, con thừa 1/3 này. Chưa, tiền đây, tiền một tệp đây, 27 tiêu đây. Chắc vẫn còn chỉnh luôn chứ không còn đùa đâu. Nhật Bản nói là làm. Tiền đấy chứ đâu. Thì vẫn nói là sai nha. Không làm mình có ăn này. Cả một cọc tiền thế này chứ ít lắm nhỉ. Nằm lòng luôn. Sướng. Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đến video tiếp theo của Hùng nha. Thì hôm bữa Hùng có làm một cái video mà đi đăng ký giấy để nhận tiền hỗ trợ của chính phủ bên này á, chính phủ Nhật Bản ấy. Thì sau một thời gian chờ đợi thì tiền đã về rồi. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 6 năm 2020. Thì Hùng đã nhận được tiền trong tài khoản rồi. Thì Hùng muốn làm video này để quay lại và đi rút tiền để cho mọi người thấy được là Nhật Bản nói là làm. Mà phải nói thêm một điều nữa là mọi người có khi nào mà đã từng nghe cái câu mà của anh Huấn nói chưa? Không làm mà đòi ăn ấy. Ở bên Nhật này không làm nhưng mà vẫn có ăn nha mọi người. Nên thành ra là anh Huấn nói như vậy là sai nha. Hôm nay là Hùng sẽ chứng minh cho mọi người thấy được là anh Huấn nói hoàn toàn là sai luôn. Đây là cái tờ giấy. Tờ giấy này là nó bảo là giấy tờ của mình đi là ok và thời hạn tiền sẽ được về. Thì mọi người cùng xem thử là tờ giấy nó ghi như cái gì nha. Đây tờ giấy nha mọi người. Đó. Thì đằng sau này là địa chỉ, tên của Hùng. Còn ở trong này nè, trong này thì tên của Hùng này, trong ngày tháng năm sinh, nam hay nữ này. Đây là 10 mán này. Đó, số tiền 10 mán. Ngày mùng 2 tháng 6 là sẽ nhận được tiền này. Nó sẽ chuyển vào Yucho, tài khoản của Hùng, tên tiếng Nhật của Hùng. Thế thôi, tờ giấy nó bảo như vậy thôi. Đó, đơn giản có gì đâu. Giờ chứ tiếp tục Hùng sẽ cho mọi người xem một cái nữa nha. Để mọi người biết được là tiền nó về rồi này. Ok mọi người, đây là cái tài khoản ngân hàng của Hùng mà Hùng đăng ký bằng điện thoại á, để khi mà có thể giao dịch bằng điện thoại được. Thì Hùng sẽ cho mọi người thấy được nha. Tên của Hùng nè. Xong bắt đầu đây là cái số tiền này, 10 mán 1/352 yên này. Thì trong tài khoản Hùng còn thừa 1/3 này. Đó, nó 10 mã này. Còn đây là cái, mọi người có thấy cái chỗ chữ đỏ này này, là số tiền Hùng chuyển đi. Còn là cái chữ xanh màu da trời này này, là số tiền Hùng nhận được này. Thế 10 mã tròn chưa?
ngày mùng 2 tháng 6 này. Đó. Ok chưa? Không phải làm như thế này để cho mọi người biết được là tiền nó về thật chứ không phải đùa đâu. Nên thành ra cái câu của anh nói là sai hoàn toàn luôn. Ở đâu chứ ở Nhật Bản là không làm mình có ăn bình thường nha mọi người. Ok cả nhà. Đấy cả nhà vừa xem Hùng đã cho cả nhà xem là những cái giấy tờ và tiền nằm ở trong tài khoản của Hùng, để mọi người biết được là Hùng nói hoàn toàn là sự thật. Di chợ ở Nhật Bản là nói được và làm được, chuẩn cực kỳ luôn mọi người. Câu của anh Huẩn nói là không làm mà đòi ăn thì ở đâu chứ không biết, chợ ở bên Nhật này là hoàn toàn sai nha. Ở bên Nhật này là không làm mà vẫn có ăn bình thường. 10 mán ấy tương đương là hơn 20 triệu đấy Việt Nam, hơn 20 triệu Việt Nam mình đấy. Bên này phải thực sự là đẳng cấp luôn. Cái chế độ, cái mức độ mà nó quan tâm đến đời sống của nhân dân họ rất là cao luôn. Cả một đất nước Nhật Bản, xong được cả người nước ngoài, chỉ cần có visa trên thời hạn 3 tháng là nhận được cái số tiền này. Mọi người biết được là biết bao nhiêu số lượng người mà bên đất nước Nhật Bản này nó phải chi cấp cái số tiền khủng khiếp là như thế nào phải không? Trong khi đó là vừa rồi dịch bệnh nặng như thế, rồi nó bị hoãn luôn cả Olympic. Nó năm 2020 này là Nhật Bản thực sự là nó bị kinh tế là bị ảnh hưởng cực kỳ nhiều luôn. Ok, video này là cũng phải cảm ơn bác thủ tướng, thủ tướng Shinzo Abe, và cũng cảm ơn đến Nhật Bản. Tóm lại là Nhật Bản không làm cho thất vọng, tuyệt vời, một số tiền khủng khiếp. Đây là qua mùng một tháng 6 đấy, quốc tế thiếu nhi đó. Hùng nhìn hơi buồn một tí thôi. Được, bây giờ mọi người cùng với Hùng để ra ngoài cây Yucho, gọi là cây ngân hàng, ta sẽ đủ tiền nha, để cầm tiền trong tay. Rồi lúc đấy chúng ta mới biết được cái cảm giác là không làm mà vẫn có ăn đấy, tuyệt vời luôn. Ok, ta cũng đi nha. Ok, tới Yucho rồi mọi người, chúng ta sẽ vào đây để rút tiền nha mọi người. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cho thẻ vào để chuẩn bị rút tiền nha cả nhà. Đấy, giây phút mà chờ đợi không làm mà vẫn có ăn đây. Giờ Hùng sẽ bấm mật khẩu, Hùng sẽ che lại nha, mật khẩu nha. Ok, bây giờ mình sẽ bấm số tiền mình cần rút này. 10 in rút tiền đang về đấy. Và đây 10 hơn 20 triệu đây mọi người, không làm vẫn có ăn đây. Nhật Bản đấy, Nhật Bản nó cũng không làm người mọi người thất vọng phải không? Trưởng cầm đá chứ về luôn đây nha mọi người. 10 này, con thừa 1/3 này chưa. Tiền đây, tiền một tệp đây, 27 triệu đây. Chết vẫn còn chỉnh luôn chứ không còn đùa đâu. Nhật Bản nói là la tiền đấy chứ đâu. Thế vẫn nói là sai nha, không làm mình có ăn này. Cả một cọc tiền thế này chứ ít lắm nhỉ, nằm lông luôn, sướng. Ok cả nhà nha, thì vừa rồi cả nhà cũng đã xem được quá trình mà Hùng đi rút tiền hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản đấy. Nhật Bản là không làm cho ai thất vọng hết đó, tuyệt vời. Phải nói là chính phủ Nhật Bản quá tuyệt vời, mình đang sống ở một đất nước rất là tuyệt vời đấy. Nên là cảm ơn Nhật Bản, cảm ơn chính phủ. Nói chung là chúng mình là đang làm việc và sống ở Nhật Bản thì nên trân trọng, tại vì không phải ở nước nào cũng có thể mà làm được như nước Nhật Bản đâu. Đây là quá tuyệt vời luôn rồi đó. Ok, thì video hôm nay Hùng cũng làm ngắn gọn như vậy thôi.
mọi người xem video mà nếu thấy hay bổ ích thì có thể cho Hùng xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để ủng hộ nhá. Đây, video hôm nay Hùng cũng muốn nói là anh Huấn nói sai, ở Nhật Bản hoàn toàn sai, không la vẫn có ăn nhá. Ok, cảm ơn mọi người nhiều nhá, hẹn mọi người ở những video tiếp theo nhá. Bye bye.